Rồi mình có con ít ra 045 giờ xuống phà rồi, các bạn di chuyển trên sông Lục Bình với nhóc chân nè bạn. Bơi kiếm chỗ quay đầu. Rồi đang bơi phà các bạn. Tới ngang nghĩa địa nữa các bạn.
cuốc chuẩn bị qua cầu Thấp nha các bạn, nước lớn nè, coi qua được nha các bạn. XK045 nha các bạn ơi. Đang chạy phạt. Lọt không? Lọt không? Lọt không? Qua cống 6 này nha các bạn. Đó, chuẩn bị qua cống Thấp. Lặn qua các bạn ơi.